Ở bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, cái đầu trọc lóc phải chăng dối trá vô hạnh gọi ra? Sa môn gỡ bao như tâm hồn, tỷ kheo trí hạnh trắng trơn mới là gió là bỏ thôi thượng tọa dưới đất. Dạ, kính mời quý vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thu lành thầy Chí Tâm Phương. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sẵn-kha-ya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, Lão Pháp và Chư Tăng. Dạ, kính chào cô tu nữ Khánh An cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Con xin được kể kinh Pháp Cú số 265. Dạ, cảm ơn kinh Nam Xích Nhật Truyền Xích Trạc Đông cho biết nghe rõ. Yo cha sa me ti pa pa ni anun thu la ni sam ba so sa mi ta ta hi pa pa nang sa ma no ti pa wo cha ti yo cha sa me ti pa pa ni anun thu la ni sam ba so Samitatta hi papanang samanoti pavukchati yocha sameti papani anunthulani sambaso Samitatta hi papanang samanoti pavukchati yo cha sameti papani anun tulani sabbaso samitatta hi papanang samanoti pavukyati yo cha sameti papani anun tulani sabbaso Samitatta hi papanang samanoti pavukchati yocha sameti papani anunthulani sabbaso Samitatta hi papanang samanoti pavukchati yo cha sameti papani anunthulani sambaso samitatta hi papanang samanoti pavucati yo cha sameti papani anunthulani sambaso samitatta hi papanang samanoti pavukchati yo cha sameti papani anunthulani sabbaso samitatta hi papanang samanoti pavukchati yo cha sameti papani anunthulani sabbaso samitatta hi papanang samanoti pavukchati. Ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ, vì lắng dịu ác pháp được gọi là sa môn. Bản dịch của ngài Minh Châu. Cái đầu chọc lóc phải chăng dối trá vô hạnh gọi rằng sa môn? Gỡ bao nhơ bợn tâm hồn, tỷ kheo trí hạnh chánh trơn mới là. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ, Nam Mô Phật Thầy. Dạ, biết đọc tới 10 lần hơn chưa biết. À, mến mời xin cẩm vân tiếp theo nhé. Dạ, sa thú, sa thú. Kính cảm ơn huynh Quá Thắng Á. Huynh ai kêu làm huynh chi sa thú kệ 10 lần. Dạ,
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ giáo pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 265. Vô chá xá mê tí pa pa ni á nùm thù là ni sắp bá sô xá mi tà xá mi tát tà hí pa pa năng xá má nô tí út chá tí vô chá xá mê tí pa pa ni á nùm thù là ni sắp bá sô xá mi tà hí pa pa năng xá má nô tí út bá út chá tí vô chá xá mê tí pa pa ni á nùm thù là ni sắp bá sô xá mi tát tà hí pa pa năng xá má nô tí bá út chá tí ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ vì lắng dịu ác pháp được gọi là sa môn. Bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu. Cái đầu trọc lóc phải chăng dối trá vô hạnh gọi rằng sa môn, gỡ bao nhơ bợn tâm hồn, tỷ kheo tri hạnh chánh chơn mới là bản khổ thơ hòa thượng Giới Đức. Và cộng nhân đã ôn bài xong. Và mến mời bàn tay của Xích Nhật Quỳnh. Và mến mời bàn tay của quý vị nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn đức chư Phật, kính đảnh lễ ơn đức giáo pháp, kính đảnh lễ ơn đức chư tăng, con kính đảnh lễ thường tại minh hạnh, cô tu nữ Khánh An. Dạ, em mình kính chào quý anh chị. Con xin phép được cho bài câu pháp cú số 265. Dạ, cô. Vô chá xá mê tí bà bà ni a nùng thù là ni sắp ta sô sa mi ta ta hi bà bà nằng sa ma nô tí bá vút chá tí vô chá xá mê tí bà bà ni a nùng thù là ni sắp ta sô sa mi ta ta hi bà bà nằng sa ma nô tí bá vút chá tí vô cha sa mê ti pa pa ni a nung thu la ni sap ba so sa mi ta ta hi pa pa nang sa ma no ti ba hu cha ti ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ vì lắng dịu ác pháp được gọi là sa môn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Vô cha sa mê ti pa pa ni a nung thu la ni sap ba so sa mi ta ta hi pa pa nang sa ma no ti ba vu cha ti vô cha sa mê ti pa pa ni a nung thu la ni sap ba so sa mi ta ta hi pa pa nang sa ma no ti ba vu cha ti vô chá sa mê tí bà bà ni a nùng thù là ni sắp ba sô sa mi ta ta hi bà bà nằng sa ma nô tí ba vú chá tí. Cái đầu trọc lóc phải chăng dối trá vô hạnh gọi rằng sa môn, gỡ bao nhơ bận tâm hồn, tỳ kheo trí hạnh chánh chơn là khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Vô cha sa mê ti ba ba ni a nung thâu la ni sập ba sô
Sami tata hi papanang samanoti bhagujati. Dạ, anh Minh đã trao bài xong, kính dâng mít lại đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính lãnh lễ đại đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn rạng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sú Khá ơi, Sú Khá mới vào đạo tràng, hôm nay có cầm mít được không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu à. Và cũng có người yêu cầu cô tu nữ Khánh An cầm mít. Dạ, cô có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không cô? Nếu được, cô có thể cầm mít được không cô? Dạ, kính mời cô tu nữ Khánh An. Dạ, sa thú mời Sú Khá. Hello. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô dẫn đầu cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính ảnh nghĩa thượng tọa mình hạnh, đại đức mình vẫn cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ, cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 265. Yo cha samme ti ba ba li a lung thu la li sap ba so samita ta hi ba ba lang samalo ti pa lok cha ti. Yo cha samme ti ba ba li a lung thu la li sap ba so samita ta hi ba ba lang samalo tipa ucchati do cha samme tipa bali alungthu la lisappaso samitatta hi babalang samalo tipa ucchati. Ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ, vì lắng dịu các pháp được gọi là sa môn. Đó là việc gọi thượng tinh minh châu. Dạ, giờ con đã đọc bài xong, giờ con cô. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sư Khá. Dạ, cảm ơn Sức Đặng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và cũng kính cảm ơn phụ nữ Khánh An. Dạ, cho Như Quỳnh biết được tín hiệu và con xin được trả bài câu Pháp Cú 265. Yo cha samme ti ba ba ni anum thu la ni sap ba so samitatta hi ba ba nang samano ti ba vut chati. Ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ, vì lắng dịu ác pháp được gọi là sa môn. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Và cảm ơn Minh Quát Thanh Á cho bài học. Dù cha sa mê tì ba ba ni a num thu la ni sap ba so sa mi ta ta ni ha sa mi ta ta hi ba na ba sa mi ta ta hi ba ba nang sa ma no ti ba vụt cha ti. Dù cha sa mê tì ba ba ni a num thu la ni sap ba so mi ta 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 hi ba ba nang sa na sa ma no ti ba vụt cha ti. Cái đầu độc lóc phải chăng vô trả vô hạnh gọi rằng sa môn,
gỡ bao nhiêu bận tâm hồn, tỷ kheo trí hạnh chánh chơn mới là, chánh là bạn phổ thơ của ngài hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, tại con thấy có đại đức Minh Mẫn vào đạo tràng rồi, và dạ, chúng con xin phép được thỉnh đại đức giảng sớm vài phút mà để sư có thể nghỉ sớm vài phút. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, Nhật Bình kính cảm ơn Sư Khá, anh Đức Khá, cô ấy Minh, Cẩm Vân, Huynh Quách Thanh, Ná Xích Tâm Phương, Xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. À, Tâm Pháp vào đạo tràng, Tâm Pháp có cầm mít được không Tâm Pháp? Tâm Pháp ơi, có cầm mít được không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu? Không thì Nhật Quỳnh khóa sổ quá nha, đừng có khóc nha. Alo, Tâm Pháp có nghe được không? Có cầm mít được không? Rồi, ở ngoài đường, cho đứng ngoài đường luôn đi. Dạ, cho đứng ngoài đường nghe luôn nha. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư để đạo tràng chúng ta sẽ được đại đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn huynh Quách Thanh Á đã đưa bài học lên. Nam Mô Bích Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Tha Dạ, Nam Mô Ta Sa Phá Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Sa Nam Mô Ta Sa Phá Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Tam thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo giải đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 266. Dạ, sa thủ lành thai, Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư. Dạ, sa thủ lành thai kính tri ân xích Nhật Bình. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Dạ, bây giờ quý vị nghe rõ hơn chưa? Dạ, alo. Dạ. À, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 266. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi.
Đoạn 1 của câu kệ. Tê na phê cụ sô hồ tí. Na tê na phê cụ sô hồ tí. Đoạn thứ 2. Ya wa ta phê khá tê pa rê. Ya wa ta phê khá tê pa rê. Đoạn thứ 3. Quýt sang thăm măng sa ma đà giá. Quýt sang thăm măng sa ma đà giá. Đoạn thứ 4. Thứ tư, phết cụ hồ tị nát tà quá tà, phết cụ hồ tị nát tà quá tà. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 4 từ. Từ đầu tiên, ná là một phủ định từ, có nghĩa không. Từ thứ hai, tê ná, đây là một chỉ định đại danh từ, nhưng mà trong trường hợp này, tê ná này là một giới từ. Tê ná là có nghĩa là vì vậy hay là do đó hay là vì lý do đó. Từ thứ ba, phích khu. Thích cú dịch âm là tỳ kheo hay là tỷ kheo, mà dịch nghĩa đó là khắc sĩ. Từ thứ tư, xô, đây là một chỉ thị đại danh từ. Xô có nghĩa là người ấy, vị ấy. Hồ tí, đây là động từ to be, thì là mà trở thành. Lấy nghĩa của câu kệ này chúng ta lấy nghĩa là trở thành. Rồi đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên, gia quá ta, đây là một cái trạng từ. Gia quá ta có nghĩa là cho đến khi nào. Phích khát tê đây là động từ phích khát tí, mà chia theo khả năng cách, thành ra nó có cái hình thức là e phích khát tê. Ngôi thứ ba số ít. Khả năng cách đó thì mình có thể dịch đó là có thể nên, thì trong trường hợp này dịch là có thể. Phích khát tí đó là đi xin ăn hay là đi khắc thực. Pare, para chia theo đối cách số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là pare. Para đó là những người khác. Đi xin thì mình không thể xin bản thân mình được, mà mình phải xin những người khác. Thành ra pare đây mình dịch là những người khác. Đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên, vít xăng. Vít xăng này đó, tiếng Anh họ dịch đó là all này. Đó. All, every, entire này. Thành ra mình dịch đó là toàn bộ hết thảy. Viết văn này đó chia theo đối cách là tính từ bổ nghĩa cho thăm măng. Thăm măng là pháp, viết xăng thăm măng là toàn bộ pháp hay là hết thảy pháp. Mình hiểu đó là mình thọ trì đầy, thọ lãnh đầy đủ các pháp.
Rồi từ cuối cùng, Sammadaya. Từ Sammadaya này, bà con chư Phật tử chúng ta, ai mà thọ trì ngũ giới hay là bát quan tai giới đó, thì chúng ta nghe cái từ Sammadaya này rất là quen. Panatipata veramani sikha padang sammadiyami. Thì sammadiyami đó là sammadiyati. Mà sammadiyati đó là nó đồng nghĩa với là sammadati. Thì sammadaya đó là bất biến quá khứ phân từ của động từ sammadati hoặc là sammadiyati. Thì ở trong ngũ giới mình dịch ra là con xin vâng giữ. Thành ra sammadati đó mình dịch ra là vâng giữ hay là thọ lãnh. Ở đây quá khứ phân từ, bất biến quá khứ phân từ, thì thành ra mình dịch ra là sau khi thọ lãnh hay là sau khi vâng giữ. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư cho thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên phích khu chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. Từ thứ hai hô tí chúng ta cũng đã lấy nghĩa ở trên rồi. Từ thứ ba ná chúng ta cũng đã lấy nghĩa ở trên rồi. Từ thứ tư ta quá ta. Ta quá ta đây đó là một trạng từ, có nghĩa là cho đến khi ấy. Cho đến khi ấy. Vậy thì cái câu kệ này đó, ai mà có học Pali rồi đó thì chúng ta thấy câu kệ này nằm ở trong cái thành ngữ trạng ngữ. Thành ngữ trạng ngữ. Thành ngữ trạng ngữ này đó là gia quá ta chấm 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 chấm. Ta quá ta. Giống như chúng ta cũng có cái thành ngữ là vô chấm chấm chấm. So, với những ai mà có học cái bộ Yamaka, bộ Yamaka ở trong tạng A Tỳ Đàm, thì chúng ta thấy những cái câu hỏi rỗng đó là theo dạng này nè. Người nào đang đoạn trừ dục ái tiềm miên thì người ấy đang đoạn trừ phẫn nộ tiềm miên phải chăng? Người nào người ấy? Chỗ nào chỗ ấy? Khi nào khi ấy? Cho đến khi nào cho đến khi ấy? Đây là cái thành ngữ trạng ngữ như vậy. Thì thành ra dịch cái câu này đó, chúng ta dịch theo kiểu vậy, tức là đưa vô trạng ngữ thành ngữ. Và chúng tôi dịch cái câu kệ này đó là dựa vào chú giải, dựa vào duyên sự và dựa vào ý nghĩa giảng giải ở trong chú giải đó để dịch cái kệ này. Thì dựa theo chú giải đó chúng ta sẽ dịch như thế này. Gia quá ta. Cho đến khi nào? Phikkhappe pare. Người nào chỉ đi xin người khác? Người nào chỉ đi xin người khác? Tê nát. Vì lý do đó, na phi khu hồn tí. Không trở thành tỳ kheo. Rồi, đó là một câu. Vissang Sammadaya. Sammadaya. Là sau khi thọ lãnh viết sang thăm măng toàn bộ pháp
hay là trọn vẹn pháp. Nhưng mà ở đây mình hiểu đó là thọ, thọ nhưng mà không có trì đó, thành ra chúng ta mới hoạt động vật mà không hành trì. Ta quá ta cho đến khi ấy, na hồn tí không trở thành phí khú tỳ kheo. Như vậy câu này chúng ta nói gọn lại đó, nói theo văn tiếng Việt mình cho nó gọn chút đó, thì mình hiểu vậy nè. Cho đến khi nào đó mà người nào đó đó chỉ đi xin ăn nè, chỉ thọ pháp thôi mà không có hành trì, thì cho đến khi ấy người ấy không trở thành tỳ kheo được, hay là người ấy đó không được gọi là tỳ kheo. Đó, mình hiểu cái ý nghĩa gọn lại là như vậy. Kính triền, đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 266. Xin kính tri ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiếc nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 266. Tiếp theo chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tang hương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ avivādemi svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno phakkhavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi namatthu ratana tayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con xin được thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Rum Pháp Cú Kinh chuyên đề. Tại Rum Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 266. Câu kệ này nằm trong phẩm Thăm Mắt Đá Thấu Quá Cá, là phẩm pháp trụ. Câu kệ này cùng với một câu kệ nữa là câu kệ pháp cú số 267 có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Ta Quá Ná, đề cập đến một người Bà La Môn cũng sinh sống bằng cái hạnh khắc thực, tức là đi xin ăn. Vào thời kỳ Đức Thế Tôn, lúc đó có một ông Bà La Môn, một thầy Bà La Môn. Nếu mà mình nói ông đó thì nghe nó hơi già. Còn nếu mà mình nói thầy Bà La Môn đó, thì mình hiểu đó là thầy tu mà theo Bà La Môn. Thì có thể là trẻ và cũng có thể là già. Còn nếu mà mình nói ông đó, thì người ta hiểu đó là già, thì thành ra thôi mình gọi là thầy đi. Có một thầy Bà La Môn đã xuất gia tu theo Bà La Môn đạo, Bà La Môn giáo. Thì lúc đó ông ta sống
bằng cái hạnh là đi khất thực, đi xin ăn. Thì ông mới khởi lên cái ý nghĩa vậy nè: Sa môn Cồ Đàm, Sa môn Gotama gọi các thinh văn đệ tử đi khất thực của mình á, là tỳ kheo. Vậy thì ta đây nè, cũng sống bằng cái hạnh đi khất thực. Cho nên đó, ta phải được gọi là tỳ kheo chứ. Thì ông khởi lên cái ý nghĩ đó, đó thành ra đó là ông mới đi đến gặp Đức Phật. Ông mới trình bày lên cái ý nghĩ đó với Đức Phật. Ông nói: Thưa Sa môn Gotama, tôi cũng đi khất thực để mà nuôi mạng. Vậy thì Sa môn Gotama cũng nên gọi tôi là Phí Cú, gọi tôi là tỳ kheo chứ. Thì lúc đó Đức Thế Tôn Ngài mới dạy cho Bà La Môn đó như thế này. Ngài nói: Này Bà La Môn, ta không gọi Phí Cú chỉ vì việc đi khất thực mà thôi. Không phải một người thọ đủ các pháp về mặt hình thức. Thọ đủ các pháp về mặt hình thức. Chúng ta quý vị nhớ cái câu này ha. Thọ đủ các pháp về mặt hình thức. Mà xứng danh là tỳ kheo đâu. Người nào hằng suy xét tất cả pháp hữu vi để thẩm thấu, để giác ngộ được đó, thì người ấy mới xứng danh là Phí Cú tỳ kheo. Sau khi Đức Thế Tôn Ngài dạy cho ông Bà La Môn dạy xong, bấy giờ Ngài thuyết lên một loạt hai câu kệ, là câu kệ Pháp Cú số 266 và 267. Hôm nay chúng ta học câu kệ Pháp Cú số 266. Đức Thế Tôn Ngài thuyết: Na tê na Phí Cú hồ tí Ya wa ta phí khá tê pa rê Quýt sang thăm măng sát ma đà giá Phí Cú hồ tí na ta wa ta. Câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ: Chỉ khất thực nhờ người, đâu phải là tỷ kheo, phải theo pháp toàn diện, khất sĩ không đủ. Thì cái bản dịch này nè, xin thưa quý vị đó, nếu mà chúng ta theo cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu đó, thì chúng ta cũng phải định nghĩa cái từ pháp toàn diện này, và chúng ta phải giải thích. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu được ý nghĩa. Dạ rồi, sẵn có một bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức được Thích Á Minh post lên, chúng tôi xin được đọc quý vị cùng nghe. Hình như có phải là 64, 65. Cái này là 66, 67 xít ơi. Dạ, thành ra câu cái bản dịch này không có phù hợp rồi. Dạ đây nè: Chẳng vì bình bát sinh ăn, mà do an tĩnh lục căn lục trần, sống đời tri túc tri ân, giữ hàng khắc sĩ giữ phần sa môn. Rồi cái bản dịch này đọc vậy rồi quý vị thấy có dễ hiểu không? Không phải khen mèo mèo khen mèo dài đuôi nha, xin thưa quý vị. Chứ chúng tôi bản dịch văn xuôi của chúng tôi đó là mềm nhất, đọc dễ hiểu nhất. Và chúng tôi cũng nói với quý vị rồi là chúng tôi dựa vô chú giải để dịch. Thì thành ra chúng tôi đọc vô đó thấy mềm, thấy dễ hiểu nhất. Thì thôi, dầu gì nữa đó là các bậc tiền bối họ cũng đã dịch, cho nên đó là mình lấy đó làm tham khảo.
Và mỗi mỗi người chúng ta phải có được một cái khả năng là phân tích, chứng minh để thấy được tính hợp lý. À, thì trong câu kệ này, chúng ta cũng vậy, cũng phải có cái khả năng phân tích, chứng minh để thấy được tính hợp lý, ý nghĩa của câu kệ. À, sao đó, mỗi bản dịch đó, mình đọc vô mà cái khả năng của mình có thể hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ đó. À, tính thống nhất từ đầu cho tới cuối đó, thì lúc đó mình chấp nhận. À, lúc đó mình chấp nhận. À, đó là duyên sự của câu kệ. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ này. Cái câu kệ này đó có hai mệnh đề. Hai mệnh đề đó nêu lên hai lý do, hay là nêu lên hai khía cạnh, nêu lên hai vấn đề. Khía cạnh hai vấn đề đầu tiên đó là khắc thực, đi sinh năng. Vấn đề khía cạnh thứ hai đó là thọ toàn bộ pháp, hay là thọ đầy đủ pháp. Thì trước hết đó, chúng tôi xin được hỏi quý vị, chứ Đức Phật, mục đích Đức Phật xuất hiện ở trên cuộc đời này để làm gì? Được gọi là Đức Phật vì rằng đó là người đã giải thoát, đã giác ngộ, giải thoát khỏi mọi khổ đau. À, thì vì bản thân của Ngài đã giác ngộ, giải thoát khỏi mọi khổ đau, thành ra là gì? Ngài cũng hướng dẫn những người chịu học theo Ngài nè, chịu hiểu Ngài nè, chịu tin theo Ngài nè, được giác ngộ, giải thoát khỏi mọi khổ đau. À, do đó đó chúng ta thấy ha, Ngài thuyết hằng hà sa số pháp. Đó là trong chú giải nói đó là tới 84.000 quẩn. Thì tại sao mà thuyết nhiều vậy xin thú gì? Là tùy thuộc vào căn cơ trình độ của chúng sinh, tùy thuộc vào cái pháp ngũ ngầm sai biệt của chúng sinh, để Ngài mới thuyết nhiều vậy. À, thuyết nhiều vậy có nghĩa đó là Ngài thuyết hết, có thể nói đó là hết tất cả các khía cạnh, hết tất cả các vấn đề. À, trong trường hợp này nè, trong bối cảnh này nè, trong hoàn cảnh này nè, thì Ngài thuyết vấn đề này, Ngài thuyết khía cạnh này. Nhưng trong bối cảnh khác, khía cạnh khác, thì Ngài thuyết vấn đề khác. À, trong bối cảnh khác, trong hoàn cảnh khác, thì Ngài thuyết vấn đề khác, Ngài thuyết khía cạnh khác. À, thuyết khía cạnh khác. À, để sao đó, người nghe đó, nghe lọt được lỗ tai nè. Người nghe đó nghe thấm, rồi người nghe đó nghe ngộ ra, thấy ra được tứ diệu đế hay là tứ thanh đế, hay là thấy ra được tính nhân quả nghiệp báo, hay là thấy ra được tam tướng. Đó thì từ đó đó người nghe cũng được giác ngộ, cũng được giải thoát khỏi khổ đau giống Ngài. Khỏi khổ đau giống Ngài. À, thì trong tình huống này, trong trường hợp này, đối với cái ông thầy Bà La Môn này đó, là Ngài thuyết về vấn đề này, Ngài thuyết về khía cạnh này, thì nó phù hợp cho ông. Và nó phù hợp cho ông, thì thành ra ở đây đó, Ngài mới nói đó là cho đến khi nào nè mà người đó đó chỉ sống bằng cái hạnh khắc thực thôi, tức là chỉ đi sinh năng thôi đó, thì không được gọi là tỳ kheo. Vậy thì ở đây đó chúng ta hiểu cái câu kệ này là như cái đoạn kệ này là như thế nào.
na te na fiku ho ti ya wata fikate pari. Để hiểu được đoạn kệ này, ta phải hiểu tỳ kheo là gì. À, rồi cái mục đích đi xin ăn đó là ngày giải đó, đi xin ăn là như thế nào, đi xin ăn để làm gì? Chữ phích khú dịch âm đó, người ta dịch ra là tỳ kheo hay là tỷ kheo. À, nhưng mà dịch nghĩa đó là khách sĩ. Khách sĩ là người đi xin như xin thú gì, hay là người sống hạnh trì bình khắc thực. Dạ, sống hạnh trì bình khắc thực. À, nhưng mà từ tỳ kheo này nè, hay tỷ kheo nè, làm sao trở thành, làm sao để được gọi là phí khúc. Thì cái từ phí khúc này ở trong chú giải đó, giải thích cái xin thưa quý vị có rất là nhiều nghĩa, nhưng mà chúng ta hiểu gọn lại đó là có ba nghĩa thôi. Chữ phí khúc thứ nhất chỉ cho người sinh năng. À, thành ra mình dịch ra nghĩa đó là gì? Rồi cái từ ý nghĩa thứ hai đó, từ tỳ kheo ở đây đó là để mình phân biệt là Samanera với là thích khu, là sai di tỳ kheo. Sai di đó là người mới tu, còn tỳ kheo là người tu lên bậc trên hay là họ của túc giới. Vậy thì tu lên bậc trên hay là thọ cụ túc giới đó, theo luật cũng phải qua tứ, qua tứ tác bạch tuyên ngôn thì lúc đó, đó mới được gọi là tỳ kheo. Đó thì ở đây chúng ta hiểu, chúng ta thấy nè, người đi xin ăn thì được gọi là tỳ kheo nè, rồi người thọ cụ túc giới cũng được gọi là tỳ kheo nè. Thì xin thưa quý vị, tỳ kheo này mới là hình thức. Dạ, mới là hình thức thôi. Mình hiểu ra là mới có cái vỏ bên ngoài thôi, đó, chứ chưa có cái lõm. Ý nghĩa thứ ba của cái từ tỳ kheo đó là người đã từ bỏ các pháp bất thiện và tội ác. À, tức là đã dứt bỏ cả bất thiện, dứt bỏ cả bất thiện lẫn thiện thì mới được gọi là tỳ kheo. Bây giờ tỳ kheo theo cái nghĩa nội dung này nè, theo cái nghĩa ý nghĩa này nè, là chỉ cho bậc A-la-hán là cao nhất đó. À, mà chúng ta có thể hiểu thấp tí nữa đó là chỉ cho trung tí nữa đó là chỉ cho các bậc thánh. Thành ra đó chúng ta mới thấy cái câu kệ này được xếp vào ở trong phẩm gọi là thâm mắt thá quát, là phẩm pháp trụ. À, bậc A-la-hán được gọi là pháp trụ, bậc A-la-hán được gọi là trưởng lão, bậc A-la-hán được gọi là Sa-môn, bậc A-la-hán được gọi là Bà-la-môn, bậc A-la-hán được gọi là Tỳ-kheo. À, chúng ta học pháp cú chúng ta phải nhớ, phải hiểu vậy. Thì cái từ Tỳ-kheo ở đây đó có ba nghĩa vậy đó, xin thưa quý vị. Thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta chứ hồi đó giờ đó, bà con chư Phật tử chúng ta có tham dự những cái lễ tu lên bậc trên chưa? À, tu thọ cụ túc giới chưa? À, vậy thì khi quý vị tham gia vậy đó, quý vị thấy người ta làm cái gì? Đó là tăng nè, tuyên ngôn cho một cái giới tử hay là sĩ di nào đó. Qua bốn bận tuyên ngôn thì vị đó đó mới trở thành tỳ kheo. Sau đó đó cái tới vị hòa thượng, tới vị hòa thượng đó ban hay là kêu là ban lời đạo từ hay là giáo giới cho cái lúc này là vị tâm tỳ kheo rồi.
À, thì cái vị thầy hòa thượng hay thầy tế độ đó đó dạy cho cái vị tỳ kheo đó những gì là quý vị có nhớ không? Dạy về tứ thanh tịnh giới, tứ thanh tịnh đạo. À, xin lỗi quý vị. Ờ, đúng rồi. À, đầu tiên đó dạy cho cái gì đó đó nói gì đó người tu. À, thì phải sống bằng cái hạnh đi khắc thực. À, nhưng mà nếu như đó nếu như đó có ai đó họ cúng mình đó, cúng vật thực bánh trái nào hoặc là tại chùa nào, hoặc là thỉnh về nhà đó thì cũng đoạn nhận. À, rồi vị tỳ kheo đó là phải mặc phấn táo ý. À, là đi lượm vải trong tham mà bộ đĩa đó rồi về để may rồi mặc. À, nhưng mà nếu như đó ai có cúng dường y đó, xin lỗi quý vị, không phải là giáo giới về tứ thanh tịnh đạo ha, mà giáo giới về bốn loại quán tưởng. À, có ai cúng dường y đó thì cũng được họ nhẫn. À, tỳ kheo đó là người phải sống ở trong rừng vắng nè, nhà hoang là dưới gốc cây. Nhưng mà nếu có ai xây dựng chùa chiền cốc liêu rồi thỉnh về ở đó thì cũng được ở. Tỳ kheo khi mà bệnh hoạn đó thì uống nước tiểu con bò đen. Nhưng nếu mà có ai người ta cũng dường thuốc men đó thì cũng được thọ dụng. Dạ, được thọ dụng. Rồi có một số thầy hòa thượng đó còn dạy thêm về các pháp đầu đà, dạy thêm về tứ niệm xứ. Dạ, dạy về tứ niệm xứ. À, thì xin thưa quý vị, khi thầy tế độ giáo giới vị tăng tỳ kheo đó đó về bốn loại quán tưởng này, về các cái hành đầu đà, về tứ niệm xứ, thì thử hỏi quý vị, chứ lúc đó đó có phải là vị tỳ kheo đó thọ lãnh hay là thọ nhận những lời giáo giới đó không? Dạ phải. À, vị tỳ kheo đó là phải thọ nhận, thọ lãnh những cái lời giáo giới đó. Đúng, xin thưa quý vị. Rồi chúng tôi mới hỏi quý vị ha, sau khi vị tăng tỳ kheo đó, đó nghe thầy tế độ nói vậy xong, khi đem những cái lời dạy đó đó, đem những cái lời dạy đó đó để lên bàn thờ thờ, hay là sống theo những lời dạy đó? Và nếu khi sống theo những lời dạy đó đó thì những lời dạy đó phải hướng đến điều gì? À, những lời dạy đó phải hướng đến điều gì? Rồi chúng tôi mới trở lại trên. Hướng đến những điều gì đó thì nó liên quan tới cái khía cạnh này là vấn đề thứ hai. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề thứ nhất là tỳ kheo hay là khắc sĩ đó. À, tỳ kheo khắc sĩ theo cái nghĩa hình thức đó là sống bằng đời sống trì bình khắc thực. À, thì xin hỏi quý vị đó, sống bằng cái đời sống trì bình khắc thực đó để làm gì? Có rất là nhiều đó, xin thưa quý vị ha. À, khi mà đi tu nè, bởi vì đó thầy của mình là Đức Phật, ngài là bậc giác ngộ mà, giải thoát khỏi mà khổ đau. À, thì thành ra đó là mình tu theo ngài nè, mình cũng phải hướng đến giác ngộ, giải thoát khỏi mọi khổ đau. Mà muốn vậy đó thì mình cần phải có nhiều thời gian để hành trì. Dạ, có nhiều thời gian để hành trì. À, do đó đó, sống đời sống trì bình khắc thực đó cũng là một cái cách để hạn chế, để cho mình có nhiều thời gian hơn.
Chứ còn ha, nếu mà mình phải nấu nướng đồ này kia đó, thì xin hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ mình có phải tốn nhiều thời gian lắm không? Nhiều lắm. À, chúng tôi quan sát thấy nè ha, để có được một bữa ăn đó, mình tốn rất là nhiều thời gian. À, nấu nướng chế biến nè ha, rồi nấu nướng chế biến xong rồi ăn uống xong rồi còn phải là gì, chui rửa dọn rửa, rồi rửa chén rửa bát rửa đĩa, tốn rất là nhiều thời gian. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa đó, khi mà mình nấu nướng vậy đó, thì xin thưa quý vị, dễ dàng dẫn đến cái ý nghĩ đó là tích trữ. À, tích trữ. À, chứ còn mà sống bằng cái đời sống trì bình khất thực đó, à, thì hôm nào đi ăn xong rồi thôi, hết, không có tích trữ gì cả. Đó. À, rồi cái ý nghĩa nữa đó là gì? Khi mà sống đi trì bình khắc thực vậy đó, à, là gì đó phải hiểu ra được cái tính nhân quả nghiệp báo ở trong vấn đề đó. Ai cho cái gì thì sử dụng cái đó. Không cho đó thì thôi, mình không có vọng móng, mong cầu ước muốn. Hôm nay mình đi bác, người ta để nhiều vật thực thượng hạng hảo hạng là do cái quả phước của mình. À, thì cái quả phước đối với người tu đó nó có hai. Một là nhân phước vật quá khứ của mình, và hai là nhân cái quả báo sa môn hình thức này. À, vì mình có cái hình thức sa môn này nè, cho nên người ta mới cúng quải mình. À, nhưng mà rồi đó, có cái nhân phước vật quá khứ nó hỗ trợ nữa, khiến cho người ta cúng nhiều, khiến cho người ta cúng đồ thượng hạng, thượng hảo hạng. Còn hôm nào đó mà người ta không cúng chi cả, ôm cái bát đi, người ta cúng cho một trái dưa hấu hoặc là một trái dừa đó. Hồi 90 mấy chúng tôi ở Phổ Minh đấy, xin thưa quý vị, là phải đi bát, vừa đi học mà cũng phải vừa đi bát, mỗi một ngày thay phiên nhau hai vị đi bát. À, chúng tôi từng bị cái cảnh tượng này, ôm bát đi ra gần chợ, cái người ta bỏ cho một trái dưa hấu đầy bát rồi, thành ra ôm đi về. Hoặc là người ta bỏ cho một trái dừa to đùng đầy bát, ôm đi về. Thì theo quý vị đó, hôm nào mà người ta bỏ cho mình trái dưa hấu nè, hoặc là trái dừa đó, thì nguyên ngày đó cơ thể của mình sẽ như thế nào? Thiếu Phật thực. Dạ, thiếu Phật thực. À, thì người tu hành là phải nhận ra được điều này. Đó là tính chân quả nghiệp báo. Từ chỗ đó đó dẫn đến vị đó đó phải có, phải tu thêm được một pháp nữa là tiểu dục trí tốt, là phải biết đủ. Rồi là gì? Có tính kham nhận. À, thì từ cái chỗ đó đó, xin thưa quý vị, khắc thực hay là đi sinh năng theo cái kiểu đó đó, thì mới hướng đến là gì? Từ bỏ tham sân si được. À, chứ còn mà đi khắc thực theo kiểu đó là đi được bát này rồi đi thêm bát nữa, rồi đi thêm bát nữa, thì đại loại vậy. À, hoặc là gì? À, đi có thì vui, mà đi không có thì là buồn phiền đó. Thì xin thưa quý vị, khắc thực kiểu đó đó không phải là lời dạy của Đức Phật. À, như trên chúng tôi nói đó, Đức Phật là bậc giác ngộ, đã giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau, cho nên những gì Ngài dạy ra, những ai hành trì theo phải hướng đến từ bỏ tham sân si. Đó thì thành ra đó là đi khắc thực. À, đi khắc thực thôi đó, xin thưa quý vị, thì cũng phải hướng đến từ tham sân si. À, thì mới đúng cách ha. À, thành ra đó, nếu mà đi khắc thực theo cái kiểu đó, đó thì xin thưa quý vị, chỉ có đệ tử của Sa môn Gotama thôi, chỉ có đệ tử của Phật Chánh Chánh Giác thôi, thì mới sống đời sống tri bình khắc thực theo kiểu đó. Dạ, sống tri bình khắc thực theo kiểu đó, thì sống tri bình khắc thực theo kiểu đó đó mới gì, xin thưa quý vị? À, dẫn đến đó là có quán tưởng. Có quán tưởng vật thực đó là vật thực nè ha.
chỉ để nè nuôi mạng này thôi, chứ không có phải ra để làm cho đẹp nè, không phải để làm cho khỏe nè, ta thọ dụng vật thực, không phải để vui đùa, không ham mê vô độ nè, không phải để trang sức, không tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được bảo trì mạnh khỏe, để tránh sự tổn thương, để trợ duyên phạm hạnh, cảm thọ cũ được trừ. Cảm thọ cũ được trừ đây là đói, cảm thọ mới không sanh khởi là đói không tiếp sanh khởi. Cảm thọ cũ được trừ, cảm thọ mới không sanh khởi và sẽ không lầm lụy do đói. Đói xin thưa quý vị, đi ăn cắp trộm, do đói dẫn đến là nó láo lừa gạt người này đi xin xỏ người kia, cho nên ta sẽ không lầm lỗi và sống được an lành. Đó thì tri bình kiểu vậy đó. Tri bình kiểu vậy đó mới là tỳ kheo đó. Thì tỳ kheo ở đây đó là người tu theo Phật. Đây là người tu theo Phật. Chứ còn mà đi tri bình khắc thực theo kiểu khác đó thì không được gọi là tỳ kheo. Nói gọn lại nè, chứ tỳ kheo đây mình hiểu đó là người đi xin ăn. Thì người đi xin ăn này nè phải hướng đến từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Đó thì tỳ kheo đó đó mới đúng theo đúng theo lời Phật dạy. Rồi tỳ kheo đó là phải tỳ kheo đây chúng tôi nói theo hình thức đó thưa quý vị. Thứ hai đó là phải được trải qua tứ tác bậc tuyên ngôn. Đó thì mới là tỳ kheo. Chứ còn có những người đó là cũng đắc y vô, rồi mang tăng già lê vô, rồi cũng tự cho mình là tỳ kheo. Thì xin thưa quý vị, tỳ kheo đó không có đúng. Rồi tỳ kheo thứ ý nghĩa thứ ba là tỳ kheo nội dung. Tức là người từ bỏ tất cả các áo bức thiện pháp. Thì đó mới được gọi là tỳ kheo. Thì tỳ kheo theo ý nghĩa này, tỳ kheo theo ý nghĩa này đó là khế hợp với vấn đề hay là khía cạnh thứ hai. Đó là Đức Thế Tôn dạy: Quýt sang tham mang sát ma đà giá phít khu hồ tí na ta quá ta. Là sau khi thọ lãnh vâng giữ các học pháp, các pháp là toàn bộ pháp. Thì trở lại hồi nãy chúng tôi hỏi quý vị nè, là khi mà chúng ta đi tham gia các cái buổi lễ tu lên tỳ kheo đó, tu thọ của túc giới đó, thì thầy hòa thượng sau khi mà tác bạch tuyên tứ tác bạch tuyên ngôn xong, cái thầy hòa thượng đó mới giáo giới cho cái vị thân tỳ kheo đó là về bốn cái phần quán tưởng, rồi là giảng dạy cho cái vị tỳ kheo đó pháp đầu đà nè, giảng dạy cho cái vị tỳ kheo đó đó là thiền chỉ thiền quán. Thì đó là những cái giáo giới của vị hòa thượng. Vị tân tỳ kheo đó đó là phải thọ nhận hay là phải vâng giữ. Chúng tôi mới hỏi quý vị nữa chứ, sau khi thọ nhận vâng giữ xong rồi đem về bỏ lên bàn thờ thờ, hay là viết vô sách rồi giấu ở đâu đó, hoặc là phải sống theo. Xin thưa quý vị, phải sống theo. Dạ, phải sống theo. Thì ở đây mình nói gọn ha, là những cái lời giáo giới đó được gọi là quýt sang thăm măng. Quýt sang thăm măng. Còn nếu mà hiểu rộng ra đó là 84.000 pháp quẩn của Đức Thế Tôn đó, thì được gọi là quýt thăm măng. Mình đọc hết. Dạ, mình đọc hết. Thì cái học hết này, hay là cái nghe người ta nói hết đó được gọi là thọ lãnh hay là vâng giữ thôi. Nhưng sau khi thọ lãnh vâng giữ xong, mình phải trì, hành trì. Hành trì tức là sống theo. Sống theo. Ở đây chúng tôi xin được ngắt quãng hỏi quý vị cái. Khi mà bà con chư Phật tử chúng ta đi chùa dự một buổi lễ trai tăng, hoặc là nghe pháp,
hoặc là một buổi lễ đặt bát cúng dường là đầu đà gì gì đó. Đó thì lúc đó đó, ở trong buổi lễ đó, đó sẽ có cái phần là thọ trì tam quy ngũ giới, hoặc là thọ trì tam quy và bát giới. À, mình nói là thọ trì, chứ nếu mà mình nói cho nó chuẩn đó là thọ thôi. À, thọ thôi. À, thì thử hỏi quý vị chứ, khi mà mình thọ vậy đó thì xem như là mình đã có thành tựu, đã có được lợi ích chưa? Xin thưa chưa. Thọ lãnh xong, mình phải trì, mình phải hành trì. Thì hành trì là như thế nào? Đụng chuyện mà mình không có phạm những cái giới mình mới vừa thọ lãnh đó, thì xem như là mình được, là mình có hành trì. Panatipata veramanisika padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. À, thì ngay khi đó đó mà có con muỗi hay là con kiến nó cắn mình mà mình không có giết đó, rồi mình không có giết này nè mà mình hiểu tại sao mình không giết nữa đó, à, thì thật sự mình mới có được lợi ích lớn như xin thưa quý vị. À, chứ còn mình không giết nè thì mình cũng có lợi ích rồi đó, nhưng mà chưa lớn. Mình không giết này nhưng mà mình chỉ nghĩ đó là vì do mình thọ trì cho nên bây giờ mình không dám giết, thành ra mình không giết. Thì lúc đó mình cũng có cái lợi ích lớn đấy, xin thưa quý vị. À, xin lỗi, cũng có lợi ích đó nhưng mà chưa có lớn. Còn nếu như đó mình không giết nè mà mình hiểu tại làm sao mình không giết. Dạ, tại làm sao mình không giết? Mình sợ chết, mình sợ đau nè. À, thì thành ra đó là gì? Mình không giết, mình không đập chúng sinh khác. Dạ, mình phải hiểu vậy đó. À, rồi giới thứ hai là sát sanh trộm cắp nè. Mình không có mong muốn những cái gì mình có bị mất mát đi, thành ra mình cũng không có thấy máy tay chân cầm dùm hay là lấy của người khác. Hiểu ra vậy đó. À, giới thứ ba là tà dâm, về mình không muốn gia can mình bị xáo xào, thành ra đó là mình cũng không có phá hoại gia can của người khác. À, giới thứ tư, mình không có muốn bị người ta quát tháo chửi bới, à, là vũ khí mình, thành ra là gì? Mình không có quát tháo chửi bới vũ khí lường gạt người khác. À, có làm như vậy đó thì xem như mình mới là người có trì thọ năm giới đó. À, đối với người tại gia cư sĩ ngay khi đó, đó thì được xem như là quýt săn thăm măng samadhi già tí hay là samadhi già tí là nếu số nhiều thọ. À, nhưng mà rồi đụng chuyện mà mình giữ được thì xem như là mình có trì. Dạ, xem như mình có trì. À, thì ở đây người thì vị tỷ kheo nè, thọ hết những lời giáo giới đó của vị. Sau khi thọ hết những lời giáo giới đó của thầy hòa thượng, bắt đầu đó nghiêm mật sống theo để hướng đến từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Hoặc là nói gọn lại, người tại gia cư sĩ thọ trì năm giới bát giới, người tại gia cư sĩ bố thí, người tại gia cư sĩ tu tiến, người xuất gia sa di thì là thọ pháp của sa di, tỳ kheo thì thọ pháp của tỳ kheo. Để tất cả tỳ kheo, sa di, người tại gia cư sĩ, bây giờ không có tỳ kheo ni, thành ra chúng tôi miễn nói về tỳ kheo ni, có tu nữ đi. Tu nữ thọ pháp của tu nữ. À, thì sau khi thọ xong đó phải trì, phải hành trì những cái pháp đó. Thì hành trì những cái pháp đó phải hướng đến mục đích gì? Hướng đến mục đích thu thúc tam hành,
thu thúc lục căn. À, thì khi ai mà có thu thúc tam hành hay là có thu thúc được lục căn thì xem như người đó có trì pháp. À, rồi trì pháp là phải hướng đến từ bỏ. Từ bỏ những thói hư tật xấu, từ bỏ những phiền não ác pháp. Cho nên trong đời sống thường ngày đó, người tại gia cư sĩ hoặc là người xuất gia, càng ngày đó mà những thói hư tật xấu càng giảm, phiền não ác pháp càng giảm thì chứng tỏ người đó có trì pháp, có hành trì đó, xin thú vị. À, rồi trì pháp đó là phải hướng đến gì nữa? Hướng đến biến tri vậy nhỉ? Hướng đến biến tri là hướng đến thấy rõ được khổ đế. Cái gì là khổ đế? Khổ đế nó đang sanh ra làm sao? Khổ đế nó đang diệt như thế nào? À, thấy rõ được danh, sắc. Danh nó đang sanh ra làm sao? Sắc nó đang sanh ra làm sao? Diệt như thế nào? Đó, tri pháp là phải hướng đến vậy. Hướng đến biến tri vậy. Rồi, tri pháp đó phải hướng đến liễu tri. À, thì liễu tri ở đây, Apinyaya, liễu tri ở đây là mình hiểu là gì? Là liễu ngộ, thấy rõ được tứ thánh đế. Thấy rõ được khi nào mình còn hiện hữu, còn tồn tại đó, thì không có bị gặp cái loại khổ này, cũng gặp cái loại khổ khác. Không gặp khổ to thì cũng gặp khổ nhỏ, không có gặp khổ nặng thì sẽ gặp khổ nhẹ. Còn mắt, còn tai, còn mũi, còn lưỡi, này, còn thân. À, thì tất yếu đó là phải xúc đụng, xúc chạm những đối tượng, những cảnh trái ý nghịch lòng. Nhớ nghịch lòng. À, thì thấy như vậy là được, thấy là khổ đế. Nhưng mà tại sao đó là có cái khổ đế đó? Đó là vì do nè, mình còn thích trong cái này, còn ghét trong cái kia. Vì còn thích trong cái này, còn ghét trong cái kia, cho nên đó là gì? Mình mới có hiện tại này, mình mới còn có con mắt, cái lỗ tai, cái lỗ mũi, lỗ lưỡi thân nè. Giờ mình muốn đợi sau kiếp khác đó mà mình không có cái này đó, à thì mình phải giảm. Mình phải giảm dẫn đến đó là từ bỏ luôn lòng tham. Đó mà để từ bỏ lòng tham đó thì là tri kiến sự hiểu biết của mình phải như thật. Tri kiến hiểu biết của mình phải dựa trên cơ sở của nhân quả nghiệp báo. Tri kiến hiểu biết của mình phải dựa trên cơ sở của tam tướng. Tri kiến sự hiểu biết của mình phải dựa trên cái phương pháp cách thức hướng đến từ bỏ tham sân si. Đó thì khi nào đó mà mình không có còn cái thân ngũ quẩn này nữa đó thì lúc đó là niết bàn. Đó thì liễu ngộ tứ thánh đế là như vậy. Thì khi mà liễu ngộ tứ thánh đế vậy đó thì sẽ là chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả. Rốt ráo đó là trở thành bậc hạnh. Đây là theo ý nghĩa đó xin quý vị. À, thì thành ra chúng tôi giảng một loạt về đây dẫn đến nè. Chúng ta thấy đó, để trở thành thì theo ý nghĩa này đòi hỏi mình phải trải qua một quá trình vậy. Vậy thì nếu như mà là tỳ kheo ý nghĩa này thì chúng tôi mới hỏi bà con chứ Phật tử chúng ta, chứ người tại gia cư sĩ có trở thành tỳ kheo ý nghĩa được không? Được. Được ha, nhưng mà chỉ tồn tại có 7 ngày thôi. Người tại gia cư sĩ cũng có thể chứng đắc được đạo quả A-la-hán. À, nhưng mà chỉ sống chừng 7 ngày thôi. Nếu mà không có đi xuất gia thì là phải niết bàn. Cái hình thức của cư sĩ không thể chứa đựng được cái quả vị đó. À, thành ra đó là người đó phải niết bàn. À, thì ở đây xin được nói gọn lại câu kệ này. Đức Thế Tôn ngài dạy hai vấn đề, hai khía cạnh phù hợp với cái thắc mắc ý nghĩa của ông Bà La Môn.
ông Bà La Môn. Do đó đó, mình hiểu được hai vấn đề nè, hai khía cạnh này nè, rồi mình ráng cố gắng sống y pháp, y pháp, thì lúc đó mình sẽ trở thành vị tỳ kheo ý nghĩa, trở thành một quan tòa thâm mắt thô, trở thành một sa môn, trở thành một bà la môn, thành một bậc thánh, trở thành một người giác ngộ giải thoát, tối thiểu đó là cũng giải thoát được phiền não ngay trong đời sống hiện tại. Sau khi thân ngoại mạng chung là vô dư ý niết bàn thì giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau. Đó là toàn bộ sự hiểu biết của chúng tôi về câu kệ pháp cú số 266 xin được trình bày đến với đạo tràng là như vậy. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến toàn thể quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại qua lực, đạn thường lực, cầu mong chư thiên tùy hỷ với phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên. Rồi xin chư thiên hộ trì Phật pháp bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt-tha-ya. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài pháp cú số 266 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho luôn chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng lúc đến sư. Nụ hoa về nà sa đà sa thị phong quanh cư tê bà quà tu sắp bà mang gà lăng rạc hành tu sắp bà đê quà ta sắp bà sàng kha. Nụ hoa về nà sa đà sa thị phong quanh cư tê. Tất cả phương hoàng có đến người cầu xin chư thiên hỗ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.